Trong năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, chú trọng nâng cao chất lượng điều hành của các cấp chính quyền. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào cuộc chủ động làm việc và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như đón các đoàn nước ngoài về xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên. Bên cạnh đó luôn đồng hành, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình phát triển. Kết quả, số vốn thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2023 đạt trên 18.000 tỷ đồng và trên 776 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thu hút được 87 dự án đầu tư mới, tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm 2022, bao gồm 41 dự án trong nước và 46 dự án nước ngoài, tăng hơn 300 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Sự đột phá trong năm nay là cái sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đẩy mạnh trong giải phóng mặt bằng, cũng như là thúc đẩy các cái chủ đầu tư hạ tầng xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận dự án đầu tư. Việc mà tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng được đẩy mạnh. Các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư hạ tầng cũng như là các dự án đầu tư thứ cấp, các dự án các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Tỉnh thì cũng đã tập trung đẩy mạnh cái việc tạo cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hàng bên ngoài khu nghiệp được thuận lợi, thể hiện bằng các cái việc có cái chủ trương xây dựng các cái nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Hiện nay là tỉnh cũng đang tập trung để triển khai. Chúng ta đã đẩy mạnh cái xúc tiến đầu tư. Xúc tiến đầu tư ở đây nó không chỉ là liên quan đến xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, tìm kiếm các cái đối tác chiến lược, chúng ta gắn cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hưng Yên với cái chiến lược, với cái kế hoạch về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả đất nước. Bên cạnh đó thì Hưng Yên cũng rất chú trọng đến việc là thu hút các cái nhà đầu tư trong nước. Và ở đây thì có lẽ là những cái biện pháp, những cái cách thức mà chúng ta sử dụng cái liên kết vùng, nó sẽ phát huy được cái lợi thế, cái tiềm năng của Hưng Yên. Và đồng thời với đó là chúng ta thu hút được các cái nguồn lực ở các cái địa phương khác, kể cả nguồn lực các yếu tố đầu vào cũng như là nguồn lực về các yếu tố đầu ra cho phát triển kinh tế. Và đó chính là những cái cơ sở để chúng ta mở rộng cái quy mô cũng như là nâng cao được cái trình độ và cái chất lượng về tăng trưởng. Trong năm, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng trên 400 hectare, đã cho thuê 385 hectare. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng khu cụm công nghiệp, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư. Để đón làn sóng đầu tư mới vào tỉnh, nhất là vào khu công nghiệp, tỉnh đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng các khu công nghiệp, tăng cường tính cạnh tranh, sức hấp dẫn trong việc thu hút xúc tiến đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17 khu công nghiệp được chính phủ phê duyệt. Trong đó, có 8 khu công nghiệp đã đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. 2 khu công nghiệp đang đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị tiếp nhận dự án đầu tư.